Ước mơ của trẻ con. Bố đồ nhỏ, bỗng nhiên con có một ước mơ. Nói cho bố nghe xem nào. Bố đồ nhỏ, ước mơ của con là có thể đi chinh phục đại dương, cưỡi gió đạp sóng. Xin hỏi nhà hàng hải đầu to, lục địa mới mà ngài phát hiện ra lần này chắc chắn có nhiều tài nguyên hơn không? Ngài đã xác định lộ trình chuyến đi biển lần sau chưa? Trẻ con có ước mơ là chuyện tốt, mình phải ủng hộ con đồ to. Tiến lên, ở đó có một hòn đảo nhỏ. Con đồ to, ước mơ của con thật vĩ đại. Có điều muốn thực hiện ước mơ này, chúng ta phải chuẩn bị trước đã. Chuẩn bị gì ạ? À? Trước tiên phải không say sóng. Con không biết mình có say sóng hay không nữa. Không sao, bố có cách. Con đồ to, bố đã nói với chú Mao rồi. Để ủng hộ ước mơ của con, chú Mao đã cho mượn bể bơi nhà chú ấy. Thật sao? Đi nghiêng, chúng ta xuống nước thôi. Yeah, đi nghịch nước thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con đồ to, mau lên, chèo thuyền theo nhịp điệu của bố nào. Đây là bài học bắt buộc trên biển đấy. Nào, mau lên. Con đồ to, con làm sao thế? Sao thế con đồ to? Bố đồ nhỏ, chèo thuyền như thế này thật vô vị. Hơn nữa trong bể bơi, chẳng có chút sóng gió nào, chẳng giống biển chút nào. Nói có lý. Con đồ to chuẩn bị nhé, sóng gió sắp tới rồi. Con đồ to, kích thích quá. Sóng gió lớn hơn tới đây. Con đồ to, con là thủy thủ, con không sợ. Không sao, cho sóng gió lớn hơn nữa đi. Con đồ to giỏi lắm, phải dũng cảm thử thách bản thân. Con đồ to, hôm nay biểu hiện của con tốt lắm. Mau lên con đồ to, hôm nay con giỏi lắm. Bố cho con 11 điểm. Một điểm thừa ra đó là để cổ vũ con kiên trì ước mơ của mình. Vậy có phải con có thể làm... Vẫn chưa được. Con đồ to, tiếp theo chúng ta phải học rất nhiều kiến thức về hàng hải. Ví dụ như quy luật khí hậu biển. Còn cả cách đọc và vẽ bản đồ biển vân vân. Bố quên mất cái này. Đợi khi con đi vòng quanh thế giới, nhất định sẽ dùng đến. Thì ra làm cướp biển khó như vậy. Đương nhiên rồi. Muốn làm một... Cái gì? Làm cướp biển ư? Đúng thế, ước mơ của con chính là làm một cướp biển. Cướp biển? Giấc mơ của con vốn không phải là làm nhà hàng hải mà là cướp biển ư? Ây da, chân của bố. Nhưng mà con đồ to, vì sao con lại muốn làm cướp biển? Làm cướp biển có thể tìm được kho báu. Con muốn chia kho báu cho mọi người. Thì ra ước mơ của con lại đơn giản như vậy. Có điều con đồ to, làm nhà hàng hải cũng có thể tìm được kho báu. Thật sao? Vậy con cũng có thể làm nhà hàng hải. Con muốn tìm được kho báu giấu dưới đáy biển. Mẹ về rồi đây. Hai bố con này lại giở trò gì? Sao nhà cửa bừa bãi thế? Thuyền trưởng cướp biển, phát hiện mục tiêu phía trước. Vậy còn đợi gì nữa? Hết tốc độ tiến lên. Hai bố con rốt cuộc đang làm gì? Anh nghe theo thuyền trưởng. Hai bố con đang chơi trò cướp biển. Đúng, anh đang giúp con đồ to chuẩn bị cho ước mơ trong tương lai. Ước mơ trong tương lai? Ước mơ hàng hải. Đúng thế, ước mơ của con chính là làm một nhà hàng hải giúp đỡ người tốt. Ở đó có kho báu, xông lên. Đợi bố với, thuyền trưởng cướp biển. Ước mơ của đám con trai, dù lớn hay nhỏ, đều thật đơn thuần.
thi hoa quả. Các em muốn thứ gì? Hoa tươi, trái cây, đều muốn cả. Em và bố đồ nhỏ thích ăn trái cây, còn hoa là để tặng mẹ tập về. Hiện nay khu dân cư đang tổ chức hoạt động xúc tiến hoa quả. Nếu muốn nhận được hoa quả miễn phí thì có thể tham gia cuộc thi. Trong vòng 10 phút hoàn thành tất cả nội dung, ai dùng ít thời gian nhất sẽ nhận được cả hoa và quả. Con đồ to, hai bố con chúng ta phối hợp đặt giải quán quân nhé. Vâng. Chúng ta cũng phải đăng ký. Còn cả bọn mình nữa. Chuẩn bị. Cố lên, cố lên. Con bé này ngọt quá. Cố lên, cố lên. Thầy đại mau, sang trái một chút. Lại sang phải một chút. Lại sang trái một chút. Đầu tiên lấy màu vàng, rồi đến màu đỏ, rồi màu xanh. Con nhớ rồi. Con có thể một lần cầm 6 bông hoa. Yeah, thầy đại mau. Nếu như thầy đứng yên được thì em đã ném trúng từ lâu rồi. Lần thứ 3 em ném trúng đã là rất giỏi rồi. Thầy còn tưởng không tới được vòng tiếp theo chứ. Những bông hoa này đều gần giống nhau. Làm sao tìm đây? Hoàn thành rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Vẫn còn thiếu hoa 3 màu nữa. Hoàn thành rồi. Chúng ta lại là đội cuối cùng. Kẹo bông, đừng vội, cứ từ từ. Con muốn giành giải nhất. Rất tốt, nhảy cao hơn chút nữa. Giỏi lắm, đợi quả táo đứng yên rồi nhảy tiếp. Thành công rồi, con đồ ta giỏi lắm. Chúc mừng hai bố con đã đến với vòng thứ 5. Câu đố hoa. Hãy rút một tờ. Tờ này đi. Thân cây thật là dài. Bông hoa nở màu vàng. Mặt tròn như mặt trời. Hạt hoa lại rất thơm. Hoa hướng dương. Trả lời đúng rồi. Tiếp tục tiến về đích nào. Cảm ơn chị Hoa Hồng. Chúc mừng hai bố con đã giành giải nhất. Phần thưởng là hoa và quả. Bố con phối hợp thì không gì cản được. Đem hoa tặng mẹ. Chúc mừng, hai người đã đạt giải nhì. Phần thưởng là hoa tươi. Kẹo bông, con làm giỏi lắm. Phần thưởng này thuộc về con đấy. Con thích nhất là hoa tươi. Tuy hai người về cuối cùng, nhưng vẫn chưa quá 10 phút, có thể nhận được phần thưởng là giỏ hoa quả. Thang Nguyên, cầm về ăn đi. Tuyệt quá, chúng ta đều nhận được thứ mà mình muốn. Ai
là người hữu ích nhất. Con đồ to, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Con tới đây. Bố đồ nhỏ, con tới rồi. Đi dã ngoại, làm sao có thể không mang mũ được. Chú đồ nhỏ, chú có thể cho bọn cháu đi dã ngoại cùng được không? Đúng thế, cho cháu đi theo với. Cháu rất khỏe, có thể giúp được rất nhiều việc. Thang Nguyên, cậu ngoài việc giúp ăn ra thì có thể giúp được gì chứ? Đến lúc đó cậu ăn hết sạch mọi thứ thì bố con mình sẽ phải nhịn đói mất. Không đâu, mình hứa mình sẽ giúp đỡ mà. Không tin chúng ta đi rồi xem. Đi dã ngoại vốn là càng đông càng vui mà. Lên xe đi. Các con ngồi chắc nhé. Chúng ta xuất phát đây. Được rồi các con, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này nhé. Tiếp theo là có thể chính thức cắm trại rồi. Vâng ạ. Mau tới giúp mình với. Mình sắp không ổn rồi. Đưa cho mình, nhìn đây. Thế nào, mình giỏi chứ? Chuyển đồ thì ai chả làm được, phải không anh đồ to? Đúng thế, đây mới là bắt đầu. Chúng ta cứ chờ xem. Các con, lửa không đủ to, ai giúp bố quạt nào? Để con. Đừng tranh nhau, xếp hàng nào. 1, 2, 3. Chỉ đến ai thì người đó làm. Cháu đi. Vòi rồng siêu cấp vô địch tới đây. Thế này thì hơi quá rồi. Đổi người khác đi. Ây da, xem cậu kìa. Vẫn là để mình thì hơn. Thế nào, vẫn là mình lợi hại chứ. Nếu không có mình thì mọi người làm sao nhanh chóng được ăn thịt nướng ngon như vậy. Không phải chỉ là quạt bếp bưng khay sao? Đơn giản như vậy, có gì mà khoe khoang chứ. Bố đồ nhỏ, để con giúp bố. Để cháu. Cháu cũng muốn giúp. Ba đứa cùng nhau bê không phải là được sao? Không cần đâu, một mình cháu là đủ rồi. Chúng ta thi xem ai có thể dựng lều nhanh nhất nhé. Thi thì thi, không vấn đề. Sóc nhỏ, mau qua đây. Có đồ ăn ngon cho ngươi này. Sóc nhỏ, tới đây nào. Tạm thời thay ta giữ một lát. Nhưng tuyệt đối đừng có làm hỏng đấy. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì thế? Sóc nhỏ mau đi đi. Căn quàng của bố đâu? Ai trộm mất rồi? Nhìn kìa. Ai da không ổn. Mẹ tạp về mua nó, tốn rất nhiều tiền đấy. Giờ thì mẹ tạp về nhất định sẽ tức giận. Cho nên các con phải mau giúp bố nghĩ cách. Chú đồ nhỏ đừng lo, cháu có cách. Sóc nhỏ ơi, mình hát cho cậu nghe một bài. Nếu cậu thấy hay thì hãy trả lại khăn quàng cho chú đồ nhỏ nhé. Một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Cậu tốn nhiều sức như vậy để làm gì? Xem mình đây. Ta không tin là ngươi không xuống. Không ổn, mọi người chạy mau. Xem ra bố chỉ có thể về nhà thú tội với mẹ tập về thôi. Con có cách rồi, nghe con nói đi. Chính là như vậy. Xem người chạy đi đâu. Đứng lại. Sóc con đừng chạy, mình sẽ không làm hại cậu đâu. Cẩn thận. Cậu không sao chứ sóc con? Nguy hiểm quá. Cuối cùng đã bắt được. Bố đồ nhỏ, con sóc này hình như chẳng sợ bố chút nào. Thật là. Đúng thế, bố đã cứu nó mà. Vất vả rồi, lần sau gặp lại nhé. Tạm biệt sóc con. Tuyệt quá, kế hoạch thành công rồi. Cảm ơn các con đã giúp bố lấy lại khăn quàng. Các con thấy công của ai lớn nhất? Cháu thấy người nào cũng có công. Đúng, có phải cảm thấy mọi người cùng hành động thì mọi việc càng dễ thành công hơn không? Không sai, quả thật là như vậy. Sao lại rách một lỗ rồi? Xem ra vẫn phải thú tội với mẹ tập về rồi.
chăm sóc mèo con. Đồ to ơi, mau ra đây. Mèo con ở đâu ra thế? Là của mình mới nuôi. Nhưng mấy hôm nay cả nhà mình đi chơi, không thể mang theo nó. Cậu nuôi giúp mình mấy ngày được không? Có được không bố đầu nhỏ? Yên tâm đi, mình nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cảm ơn cậu. Không nhìn ra được con đồ to lại cẩn thận như vậy. Mẹ tới hỏi xem người bạn mới của con bữa tối muốn ăn gì. Tiểu Minh đã mang đồ ăn của mèo tới rồi. Tốt, vậy mẹ lấy thêm cho nó ít bánh cá mẹ mới mua. Nhất định nó sẽ rất thích. Vậy là có ý gì? Đây là thể hiện nó thích con. Dùng đầu cọ vào con là hy vọng trên người con có mùi của nó. Giống như đang tuyên bố cậu là của mình vậy. Thật sao? Đáng yêu quá. Mẹ tập gì? Em nhìn bộ dạng của hai đứa nhóc này ăn cơm có giống nhau không? Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, không ổn rồi. Mau cứu mèo con đi. Cứu mèo con ư? Nó bị làm sao? Xảy ra chuyện gì thế? Mèo con bị bệnh rồi, còn rất nghiêm trọng nữa. Bố mẹ mau đi xem đi. Mèo con đâu rồi? Vừa rồi vẫn ở đây mà. Sao thoáng cái đã không thấy rồi? Mau tìm khắp nơi đi. Nó không thể đi ra ngoài được. Hơn nữa vừa rồi lúc con ra có đóng cửa rồi mà. Vậy tìm kỹ xem. Chắc chắn nó vẫn còn ở trong phòng này. À, ở đây. Cẩn thận cây đèn bàn. Mau ngăn nó lại. Nó chạy lung tung như vậy sẽ làm mình bị thương đấy. Chết rồi, đừng có bị thương đấy. Chết rồi. Bắt được ngươi rồi. Giờ chúng ta mau đưa nó đi khám thôi. Khám xong rồi, chắc nó sẽ yên tĩnh hơn một chút. Anh đẹp trai, rốt cuộc nó có làm sao không? Kiểm tra sơ bộ cho thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Làm sao em biết được là nó bị bệnh? Buổi tối trước khi đi ngủ vẫn còn bình thường. Nhưng đến nửa đêm, em nghe thấy nó thở rất khó khăn. Nghe có vẻ rất đau đớn ấy. Hô hấp khó khăn, biểu hiện cụ thể là gì? Chính là nó ngáy, tiếng ngáy rất to, liên tục. Nghe có vẻ rất khó chịu. Chính là tiếng ngáy thế này sao? Đúng đúng, chính là âm thanh này. Nhưng giờ hình như nó cũng không khó chịu nữa. Là thế này, khi mèo cảm thấy an toàn, sẽ phát ra âm thanh như tiếng ngáy. Đây là biểu hiện của việc nó rất vui. Em cứ hiểu là mèo đang hát cũng được. Hả? Vậy là nó không bị bệnh à? Em nhìn nó vui vẻ thế này, làm sao có bệnh được? Thì ra là lo hảo. Em còn suýt nữa làm vỡ đồ sứ của mình. Tốt quá rồi, thì ra mèo con không sao. Chúng ta mau về nhà thôi, trời sắp sáng rồi. Được, về nhà thôi. Tạm biệt. Thank you.
thần trách nhiệm của tổ trưởng. Các em, chúng ta sắp đi du xuân rồi. Lần này là phụ huynh của bạn nào đi cùng cả lớp đấy? Thưa cô Nguyệt Nha, là bố đầu nhỏ à? Được, vậy con đầu to, em sẽ làm tổ trưởng của hoạt động lần này nhé. Vâng, cô Nguyệt Nha yên tâm đi, em sẽ là tổ trưởng thật tốt. Bố đầu nhỏ, lần du xuân này con là tổ trưởng đấy. Các bạn đều phải nghe theo con. Tốt quá, nhưng đừng chỉ biết vui mừng. Làm tổ trưởng thì phải gánh vác trách nhiệm của tổ trưởng đấy. Vâng, con biết rồi. Đi được một lúc rồi, mọi người nghỉ ngơi đã nhé. Cuối cùng được nghỉ rồi, mình sắp mệt chết mất. Uống chút nước đi. Nước ngọt quá, cảm ơn. Bọn mình chơi trốn tìm đi. Được, vậy để mình bắt các cậu trước nhé. Chết rồi. Xem cậu chạy đi đâu. Cậu làm thế nào mà tìm được mình? Trên giày của cậu có cái chuông, hễ cậu chạy là nó kêu. Mình dựa vào tiếng chuông nên bắt được cậu rất dễ dàng. Thì ra là như vậy. Tiếp theo là ai đi tìm đây? Mình, để mình tìm. Con đầu to, giờ con là tổ trưởng đấy. Thang Nguyên, chúng ta đang ở công viên, không được vứt rác bừa bãi. Không sao đâu, vứt một chút rác cũng chẳng sao. Con đầu to, nếm thử xem, vị sữa đấy. Không được, cậu làm như vậy là không đúng. Hôm nay mình là tổ trưởng, cậu phải nghe theo mình. Mau nhặt hết vỏ hạt hướng dương lên. Mình mệt lắm, cậu là tổ trưởng, cậu nhặt giúp mình đi. Con đồ to, con không sao chứ? Yên tâm đi, con là tổ trưởng, sẽ gánh vác trách nhiệm của mình. Tốt lắm, để bố giúp con. Wow, thơm quá. Dừng tay. Con đồ to, làm mình sợ hết hồn. Đây là công viên, không được bẻ cành hái hoa. Mình chỉ hái một bông cũng không được sao? Không được, cậu dựa vào cái gì mà quản mình? Mình cứ hái đấy. Cô Nguyệt Nha nói rồi, mình là tổ trưởng, cậu phải nghe theo mình. Cậu chẳng phải chỉ là tổ trưởng thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Cá to quá. Cấm bắt cá. Tiểu Minh, không được. Được rồi, thật mất hứng. Con đồ to thật quá đáng, hái bông hoa cũng không cho, còn không cho Tiểu Minh bắt cá. Sớm biết như vậy thì chẳng thèm đi chơi nữa, chẳng có tâm trạng gì cả. Đúng thế, con đồ to làm tổ trưởng thì thay đổi rồi. Con đồ to, bố đồ nhỏ, có phải con làm sai rồi không? Con không làm sai, con gánh vác trách nhiệm làm tổ trưởng là tấm gương tốt, nhưng các bạn ấy đều đang trách con. Con đồ to, bố tin là các bạn sẽ hiểu cho con thôi. Vâng, trời sắp tối rồi. Bố đồ nhỏ, bố có thể giúp con dựng lều lên cho các bạn không? Đợi khi trời tối hẳn thì rắc rối lắm. Được, không thành vấn đề. Không thèm chơi với đồ to nữa. Mau nhìn kìa, con đồ to đang làm gì? Bố đồ nhỏ, con chui vào trong dựng lều lên nhé. Được. Được chưa, bố đồ nhỏ? Được rồi, mau chui ra đi. Con đồ to, cậu dựng lều rồi ư? Bố đồ nhỏ nói, vì mình là tổ trưởng, nên đây là việc mình nên làm. Đúng thế. Đồ to, mình xin lỗi. Cậu không cho mình hái hoa là đúng, mình không nên oán trách cậu. Ồ, mau dung dung. Đồ to, mình cũng xin lỗi cậu. Cả mình nữa. Không sao đâu. Đồ to, bọn mình đều phải học tập cậu. Cảm ơn mọi người. Trăng sáng như vậy, bọn mình cùng chơi trò diều hâu bắt gà con nhé. Lâu rồi chưa chơi. Được, mình đồng ý. Mình cũng đồng ý. Bọn mình đều đồng ý. Tốt quá, để bố làm chim ưng nhé. Ha 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 ha!
ngâm cuộn điên cường. Mẹ tập về, hôm nay ăn gì thế? Con muốn ăn gì, mẹ đều có thể làm cho con. Con muốn làm cơm cuộn, mẹ dạy con được không? Cơm cuộn ư? Sao bỗng nhiên con muốn ăn mắm này? Làm thì cũng không khó. Mẹ tập về, dạy con được không? Con muốn làm cơm cuộn mà. Được rồi, đừng lắc nữa, mẹ dạy con là được. Tuyệt quá. Mẹ tập về giỏi quá. Còn cả cái này và cái này nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Bố tới đây. Hai mẹ con đang làm món gì ngon thế? Tới giúp đi. Đang làm cơm cuộn à? Con đồ ta giỏi quá. Bố cũng làm. Con đồ ta, con cho nhiều xúc xích quá. Không cho cái khác à? Không cho. Như vậy thì dinh dưỡng không cân bằng. Nào, cho thêm một chút cái này. Con đồ ta, kén ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Đúng thế, con đồ ta. Con nhìn cơm cuộn bông hoa mẹ làm này. Cho rất nhiều loại nhân. Vừa ngon vừa đẹp. Có những thứ này là đủ rồi. Con đồ to, nước sốt cũng không cho à? Vâng, cái gì cũng không cần. Thằng bé này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Con đồ to, bố nói với con rồi mà, không được lãng phí thức ăn. Lãng phí thức ăn là hành vi rất đáng xấu hổ. Vâng, bố nói rồi. Nhưng bố cảm thấy việc con đang làm bây giờ là lãng phí thức ăn. Bố đồ nhỏ, con không có mà. Con đang làm cơm cuộn rất nghiêm túc mà. Con đồ to, cơm cuộn của con ít loại nhân quá, lại không có nước sốt gì cả. Cuối cùng chắc chắn sẽ không ngon, sẽ bị thừa lại. Như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Con đảm bảo cơm cuộn của con sẽ không lãng phí. Làm xong rồi. Để bố mẹ nếm thử xem. Chẳng có mùi vị gì cả. Cái này không ngon cho lắm. Hay là ăn của mẹ làm đi. Đây coi như là một tác phẩm cần được cải thiện. Đây chính là loại cơm cuộn mà con muốn làm. Thật là kỳ lạ. Trước kia nó có thích ăn cơm cuộn như vậy đâu. Anh tới rồi à? Cơm cuộn do anh làm này. Tuyệt quá. Thì ra là làm cho kẹo bông ăn ư? Đi theo xem sao. Bỏng gạo đã ốm mấy hôm nay rồi. Đồ hộp mà nó thích nhất cũng không ăn. Cho nó uống thuốc chưa? Ngày nào cũng phải tiêm. Anh đã làm cơm cuộn, chỉ có mỗi xúc xích, không thêm nước sốt, chỉ thêm một chút rau xanh, có thể bổ sung vitamin. Mẹ tập về nói, lúc bị ốm càng cần bổ sung vitamin. Cậu ăn một chút đi. À, bỏng gạo thích món cơm cuộn này. Đương nhiên rồi, đây là anh làm riêng cho bỏng gạo mà. Thì ra là như vậy. Chúng ta hiểu lầm con đồ to rồi. Con đồ to, hôm nay là bố mẹ hiểu lầm con. Không nên bắt ép con bỏ thứ con không muốn vào trong cơm cuộn. Là bố mẹ không đúng. Không sao à? Bố mẹ có biết là con làm cho bỏng gạo ăn đâu. Vì sao con không nói với bố mẹ là con muốn làm đồ ăn tẩm bổ cho bỏng gạo? Nếu con nói, nhất định bố mẹ sẽ làm thay con. Nhưng con muốn tự tay làm cho bỏng gạo cơ. Nói cũng có lý. Con đói rồi. Con muốn ăn cơm cuộn bông hoa do mẹ tập về làm. Em cũng muốn ăn cơm cuộn bông hoa. Vậy mẹ phải làm rất nhiều rồi.
đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố